Chào các bác nhá. Chào các bác đến bên lại kênh YouTube của shop bán phụ kiện săn bẫy nhá. Thông báo với các bác có một lô hàng chim mồi giả bìm bịp nhá. Bây giờ đang là mùa rộ, đang đánh bìm bịp rất là mạnh nhá. Chim mồi giả bìm bịp. Thế còn con này là con gà đồng. Bây giờ cũng nó bắt đầu vào mùa gà đồng. Thì shop giới thiệu với các bác con gà đồng này ấy, thì chỉ có một con thôi. Bây giờ nó đang ở đầu mùa, nó ít bổ ấy, hầu như là nó không có, có một hai con thôi. Thì shop chỉ nhập được rất là ít. Hôm nay về được 5 con thì các bác mua mất 4 rồi, tôi đã đóng hàng gửi 4 rồi. Bây giờ chỉ còn có một con này. Con này là con gà đồng nhá các bác nhá, gà đồng này. Đối với gà đồng này ấy, thì nó là 350.000 một con. 350.000 một con. Các bác nghe thấy giá như vậy thì nói là sao lại cao thế, bán đắt thế. Nhưng mà thôi các bác thông cảm, nó đắt nhưng mà nó lại sắt ra miếng nhá các bác nhá. Hàng nó đẹp, nó luột nà, lông lá đầy đủ đấy, có mắt giả này các bác nhá, đấy rất là đẹp luôn. Đây là con gà đồng, hiện giờ chỉ còn một con thôi. Bác nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì sẽ không còn nhá, đợi lô hàng sau. Cơ bản hôm nay thì sẽ giới thiệu với các bác về cái con chim bìm bịp, con bìm mồi nhá, bìm mồi. Bìm bịp mồi, đợt này lô hàng về khá là nhiều. Nói chung là sẽ có mấy chục con đấy nhé, đủ phục vụ các bác trong mùa bịp này. Đây, đối với con bịp này ấy, thì sẽ là 300.000. Tôi vừa giới thiệu, tôi vừa nói giá luôn để các bác nắm được. Các bác nào cảm thấy mua được thì là liên hệ với điện thoại của shop nhé. Còn cần tư vấn gì thêm thì cứ alo. Còn gọi không được thì các bác nhắn tin cho shop một cái, shop sẽ sắp xếp gọi lại. Nhiều khi là nhiều khách gọi quá là shop trả lời không kịp. Thế đây là con bịp nhé. Đây. Giới thiệu với các bác một lô hàng về rất là nhiều, mấy chục con. Hàng thì nó là 300.000 một con. 300.000 đã bao gồm cả phí ship rồi. Gọi là gửi đến tận tay các bác mua hàng thì không cần phải đặt cọc. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng. Thì các bác kiểm tra hàng thì các bác xem hàng thực tế khi các bác nhận được nó có phải như là lời quảng cáo giới thiệu của shop hay không nhá. Đấy thì nói chung là bây giờ là có sao thì tôi nói vậy. Đấy nhá, có sao tôi nói vậy. Hàng này là 300.000 một con. Một số bác cũng sẽ nói là nó hơi cao giá. Thế nhưng mà luôn luôn phải nhắc lại cho các bác, nó là nó đắt thì nó lại sắt ra miếng. Nó đáng cái đồng tiền các bác bỏ ra nhá. Đấy các bác lại lưu ý kỹ như vậy. Thì con bịp, một số con bịp thì nhiều chỗ chỉ bán có 180 hoặc là 200, nhiều khi là 250 nhá. Như những cái hàng đấy thì shop lại không nhập, tại vì nó rất là xấu, nó rất là tệ. Các bác nhận được con đấy nhiều khi các bác nhìn đã chán, bảo là cho không thì không lấy, nó gì nó 180 200. Còn riêng cái con bịp mồi này thì các bác nhận được hàng là các bác hoàn toàn ưng ý, rất là ưng cái bụng luôn, không phải chê điểm gì nhá. Cái này ấy, và cái hình thức của con chim mồi giả bên shop ấy, nó là con chim mồi thật, là con bìm thật đây này. Người ta thịt xong bắt đầu thuộc, lột da, lột nội tạng ra và nhồi bông. Các bạn nhớ kỹ, lột da nhồi bông. Đâm ra nó không có bị mất vệ sinh. Thế có một số đơn vị là làm theo kiểu là tiêm hormone. Tiêm hormone nghĩa là con chim sống để nguyên như vậy. Tiêm hormone cho nó là nó sẽ đông đặc lại, thì xong nó đầu nắn theo cái ý mình muốn. Thì làm như vậy nó rất là độc hại, nó rất là mất vệ sinh nhá các bác nhá. Thế còn con chim mồi giả bên shop là con chim thật, thuộc lột ra sau đó nhồi bông. Làm cái này thì rất là cầu kỳ. Thế đâm ra là cái giá thành nhập vào nó cũng khá là cao các bác nhá. Khi nhập cao thì phải bán cao, kiếm vài đồng gọi là mua sữa cho bé thôi. Đấy, 300 một con. Nó đẹp thì nó đắt. Các bác bảo sẽ bảo là nó đắt, đây tôi công nhận. Thế nhưng mà nó đắt nhưng mà nó đẹp nhá các bác nhá. Đấy, 300 một con bịp mồi, hàng rất đẹp luôn. Hình thức mua hàng thì rất là đơn giản thôi. Các bác cứ gọi trực tiếp cho shop thôi, gọi trực tiếp cho shop theo các số điện thoại kia. Sau tôi sẽ gắn một số điện thoại dưới màn hình, các bác cứ gọi theo số điện thoại nhá. Hàng thì ship COD tới tận tay cho các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Hàng này nó đồ hương hoa mong manh, đóng đi cho các bác cũng phải đóng rất là cẩn thận nhá, để tránh cái tình trạng là vận chuyển nó bị bẹp, nó bị hỏng. Đó. Hàng thì cực đẹp rồi, các bác nhận thì các bác khỏi phải chê điểm gì rồi nhá. Hàng thì bao ship đi toàn quốc, khắp mọi miền của tổ quốc, đâu đâu các bác cũng mua được nhá. Đâu đâu cũng mua được.
rất là đẹp luôn. Lông lá đầy đủ tròn trịa mượt mà, có mắt giả này, bác nhìn y như con thật luôn. Thế một số các bác mà còn không chơi không bẫy, có xem mấy con nếp trước của tôi ấy, rất là ưng, mua về làm cảnh làm kiểng ấy, để trong tủ kính luôn nhá, rất là đẹp nhá. Đấy, hàng lột da nhồi bông và an toàn, không hề mất vệ sinh nhá, rất là tốt. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Shop chuyên cung cấp về các phụ kiện loa mồi loa bẫy cho các bác đi săn bẫy đam mê, và điển hình đây là một cái con chim mồi giả nha các bác. Các bác dùng, đây là đang mồi bịp bịp thì các bác dùng con mồi giả này, xong các bác đặt lên cái mẹt úp hoặc là đặt cắm thòng xung quanh thì con mồi nó thấy con chim mồi giả này là rất là giống giống đặc với con thật, thì nó ra vào nó đá thì nó sẽ dính cái bẫy của các bác nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại nhá.